last night. Maybe I can make it right. Said I'm close to baby. We can talk about it. No need to be mad. Hate to see you sad. Guess I know I'm crazy. Yo, hello anh em khỏe không nha? Anh em khỏe thì đi xuống dừng video lại và like kênh cộng subscribe kênh cho tôi nha. Ok, cảm ơn rất nhiều. Rồi, hôm nay thì tôi đi đường Tancera solo với Florentino tiếp nha. Xem kèo này giữa trận này xem mà tôi có thể ăn được Florentino không nha. Rồi, ok, mọi người cùng theo dõi nha. Úi thôi, bộ hụt chưa một đã toang rồi. Nhưng không sao, tôi cứ chém thường thôi. Rồi, tầm này chắc chắn là nó sẽ thua cấp 2 mình. Đó, kiểu gì nó thua là cho nó chém mọi người. Giờ mình cứ chém thường thôi, kiểu gì nó sẽ không lên được cấp 2 đâu. Rồi, bây giờ đi chém nó thôi. Nó ăn hết con quái nó cũng không lên được cấp 2 đâu. Đấy, bảo mà. Rồi, bố này tốc biến này. Ui, hên quá. Xém nữa thì không né được kịp. Ui, thay em đi rồi, ăn cục máu này đi về. Trời ơi, xém nữa thì dừng nó ra kịp cái là tôi chết luôn đấy. Hên là phải lo tốc biến không kịp đấy, chứ phải lo tốc biến vào đó là khả năng là tôi không ăn được nó đâu. Rồi, bây giờ thì đi lên tiếp thôi. Nói chung là ăn được follow vào mạng rồi thì có vẻ là nó dễ thở hơn nhiều rồi. Nói chung là đi top mọi người chỉ cần đầu game mọi người solo thắng một lạng đầu thôi thì mọi người khá là hơn đường top về đó nha. Rồi, còn bây giờ thì vấn đề là ở việc làm sao để mọi người khắc chế floor khi đấu đầu với floor, đúng không, là mọi người không có cách nào hết, chỉ có cách là mọi người phải sao mà lách được hóa thôi. Và đặc biệt một điều quan trọng là khi nó ulti mọi người hãy lui đi. Còn mình dù mình còn thời gian ulti mình cứ tiếc mình cứ lui đi, đừng có solo trực tiếp với nó có ulti mình mọi người đánh không lại đâu, bởi vì nó có biến nhiễm thì mọi người không ngắt hoa đâu, nó sẽ có nhịp múa là con nào cũng vậy cũng chết đấy. Nói chung là nói thì nói nhiều con nó kêu hơn kèo floor đúng không, nhưng mà để nó có nhịp múa thì thôi khỏi có mà hơn đấy, ăn nguyên nhịp múa của hoa của floor thì làm gì có nào chịu nổi. Rồi bây giờ úi rồi tôi hụt mất tiêu rồi, nhưng mà này, pha này tôi sẽ né nhá. Đấy, rồi bây giờ cấu chém nó này, cấu lại máu nó, chứ nói chung là cứ lách hoa ra thôi. Mọi người phải đoán hướng nó bao nhiêu con bông nào, không cần đoán hướng đâu, cứ nhìn cái bông mà nó lượm nó thì mọi người lướt ngược lại nha. Đấy, cho nó mất nhịp múa thì mình sẽ đánh dễ hơn. Úi dồi ôi, tôi ấn cộng ulti tôi bắn bay 3 lần nhầm ulti rồi, pha này khả năng là tôi ăn. Ui tiếc thế, ấn lộ ulti rồi, có là pha này tôi nấp bụi là tôi giết được vào lòi đó. Trời ơi, đầu xanh nó. Tự nhiên ấn lộ ulti thôi mà không sao. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ di chuyển nhé, tầm này thì tôi sẽ di chuyển thôi. Đó, vô đề ăn quá nhỏ này nha. Rồi, bây giờ khả năng là tôi sẽ ăn tà thần. Đấy, nên là giờ ăn lẹ quá nhỏ rồi chạy qua tà thần đánh với con nắc luôn. Rồi. Floyd là chắc ăn con quái nhỏ bên kia rồi nên là kệ đi, chắc nó không ra đâu. Đấy, ui Selin nó vừa bên kia kìa, nhưng mà chắc tầm này nó không thấy sai đâu nên là không phải lo. Đấy, bây giờ thì cố gắng sao mà mọi người đánh không lại ấy, thì mọi người cứ ôm farm kiểu farm đều này nè, xong rồi ui Floyd không ăn à. Đấy, mình farm đều này xong rồi mình di chuyển thôi. Còn lại Floyd nó cứ farm kệ nó. Đó, mình cứ farm thôi. Mọi người phải kiên trì nhá, đối đầu Floyd đầu game không ăn được nó đâu, đầu game mình chưa khả năng ăn được Floyd đâu. Tầm giữa game cuối game này may ra ăn được. Thấy chứ mọi người solo trực tiếp nói tầm đầu game này mọi người không đủ đam số ở đâu. Bởi vì con gian này á, mà đối đầu với Floor á, mấy ông mà không sốc chết được nó trước á, là mấy ông thua kéo liền à. Đó, nên là phải đi farm, không farm là chết dở đấy. Rồi, bây giờ thì tôi lên và tôi cầu máu đây, ulti luôn nhá. Đây, thôi mà thôi bỏ đi, từ nhá. Rồi, cấu nhẹ rồi, rồi ok, Floor mất, dính hoa rồi, thế mà vẫn nhịp hoa được, dính hoa được nó một phát. Rồi, bây giờ thì tiếp tục đợi nó lên, nó đợi đính này lên là xong rồi tôi sẽ tới nhá, để tôi xem nhá, qua đây đường check coi xem nó có ăn quái đây không nhá. Ui Floor xuống mid kìa, xuống mid rồi thì tôi sẽ đi theo nó nhá mọi người, tôi đi theo nhá, tôi đép lính cho đường mid luôn. Rồi bay vô chém này rồi lui nhá, vô đép lính mid đã rồi xong rồi di chuyển lên, nói chung là di chuyển liên tục cho tôi đó. Lính mình vừa farm lính xong là mình sẽ di chuyển đấy. Tập này thì nó có kia anh rồi, tôi sẽ ăn luôn quái nhỏ nhá mọi người. Đó, tôi ăn một con thôi, tôi ăn một con sẽ di chuyển về lên đường tà thần để tôi farm tiếp, có là trụ bắn mất hết quái mất. Rồi đấy, bây giờ thì đi farm thôi, vào lo chắc chắn là khả năng nó sẽ vào farm con chim ở góc bên phải, góc bên trái màn hình là khá là cao nha. Bây giờ thì tiếp tục ăn xong đàn lính rồi thì tôi lại ra đây tôi farm tiếp. Nói chung là cứ farm đi không sao đâu, dừng không chửi mình đâu đấy, kiểu dừng đi ganh mà thì mình rảnh thì mình farm thôi đấy, có gì đâu. Nói chung mình có vàng mình gánh được tin thì mình cứ farm thôi đúng không. Rồi bây giờ vào lo nó ulti rồi thì tôi chạy nhá. Ui rồi chọc ghê thế má, chọc cái hết má. Ui hết đi chưa, ui thằng hết mình lâu rồi thôi, xong rồi pha này tôi tao rồi. Rồi quay trở lại đây, bây giờ thì tôi sẽ di chuyển xuống đường dưới cho mọi người, tem bể chỗ thì đảo len thôi. Nói chung là giờ cứ tích cực đi farm vào, tầm này tôi mới chưa là gì đâu, phải tầm lên tầm cấp 8 tôi còn chưa chơi được khỏe một xíu. Rồi ăn con quái này chắc là tôi lên cấp 8 rồi, mà cho nó ăn đi. Đấy, bây giờ thì tôi qua kia tôi dình cái bụi nhé mọi người.
Đó. Qua đây dịch vụ thằng nào di chuyển qua dép là búp nó. Rồi, khả năng cao là pha này mid giao tranh khá là lớn đây. Anh em chuẩn bị có pha trình diễn của Giannot T1 đây. Rồi rồi, ulti lên. Tốc biến vào thằng mặt tiếp địch, ulti ba đứa lướt xoáy chưa một xoáy lướt cháy ra ngoài. Ui trời ơi, các bạn thấy gì không? Batman và Gian hủy tiếp địch từ từ đã, nhưng mà bây giờ còn có flow này. Rồi hay quá, dính cái Batman rồi, bay vô chém lướt chém chạy ra cho nội tại. Ui ôi, sao nội tại Batman yếu thế rồi, xong mình chết luôn. Ừ trời ơi, pha múa mua mắt người xem. Rồi bây giờ thì tôi quay lại đây. Đấy, quay ra tranh một phát thôi là ăn được thêm hai mạng rồi, quá là lời rồi. Bây giờ thì di chuyển lên đánh nhau flow tiếp thôi. Tầm này thì có nắc ở đây này, tem mình ở đây luôn. Flow mà đám đụng động vào là cái là coi như là vỡ mồm đấy nhá. Rồi thằng flow đâu rồi? Ăn ui, ăn xong quái mất tiêu rồi. Rồi bây giờ thì đây từ từ nhá, đợi tôi cho tôi ăn mạng với, thôi bây giờ ra farm lính nhá mọi người. Rồi nói chung là tầm này tôi vẫn chưa dám đánh floor đâu, floor thì phải tí nữa cơ, nói chung là đánh floor. Ui ui trời ơi, rồi xong chết cơ bà rồi, trời ơi đậu mẹ tem mày. Ui đấu xanh, trời ơi nó cay tôi, xong rồi nó rủ ba đứa lên nó bốc úp sọt tôi, đấu quá cay thế không biết. Ui chết liên tục thế này. Rồi bây giờ thì đi farm tiếp thôi, tầm này tôi còn yếu lắm, nhưng mà thằng nào mà bay vô múc tôi nữa là tôi đập cho không còn đường về nhà ấy nha. Rồi bây giờ đi farm chỉ chuyển lên mid thôi mọi người ơi, ba thằng kia còn yếu máu kìa, nó mà lác đác gọi lại mid là coi như là tôi múc rồi đấy. Đây nha. Rồi chuẩn bị tiếp này, chuẩn bị cân năm. Đâu rồi, ulti lên, à đây rồi, actually mà tốc biến lên, ném chiêu 2, quạt ulti. Ui trời ai đâu mà. À, tại sao tôi lại xây 3 multi chứ, đậu xanh nó. Ôi, không sao sao, vẫn ít được con Violet, không sao sao, anh em bỏ qua cho tôi mà. Mới có chết có 4 mạng thôi mà, không có gì hết, trời ơi. Đâu mà chết liên tục này, anh em chửi tôi mất, trời ơi. À, rồi, Batman ơi, mình đừng có solo Flo chứ, đâu phong rồi, chạy đi, ơi ôi, ui, hèn ngá, hèn cho mày nhá, hèn cho mày là Flo ném mông hụt đấy. Rồi, hồi sinh ở đây. Trời ơi, chết 4 mạng liên tục cái này, chết sợ rồi. Rồi, bây giờ thì tôi lên tiếp tục farm thôi. Hên là nó có slim đấy, mạng nó không biết là có slim nó thôi, chắc nhục không biết nó gì luôn. Rồi, không sao, ai chơi chả có lỗi lầm đúng không? Quan trọng là mình vẫn thắng được rồi, đấy, bây giờ mình đã nâng xong cái đao rồi. Nói chung là anh em chơi vẫn khuyên nâng đao ấy mọi người, thì tốt là auto phải nâng đao. Bởi vì thay vì anh em nâng đao thì lúc cuối mình không biết nha, nó cứ giảm hồi máu, nhưng mà họ biết cái tỷ lệ mà mấy con AD này nó ném bật cung hút máu lên thì đấy, em biết thì nó có giảm nhưng mà cứ nâng đi. Nói chung là cái đó mình cũng chả biết đâu, nhưng mà mình nghĩ là có đấy, này cứ nâng đi. Đây, chuẩn bị gian lại cân năm nữa rồi, mời ông xem đây. Rồi Slim mày chết chắc, chạy đâu, rồi ok. Pha này hên quá, có hai đứa đây mọi người ơi. Rồi, ui ôi, gia ta bay bậy chết dở rồi, ôi gia ta ơi, cảm ơn mày nhá, cho anh xin mạng nha, bye bye. Ui ôi, không ăn được rồi. Đậu xanh ông nãy ra cho tôi mạng chứ, đấy, tôi chết 4 mạng rồi, ông không cho tôi mạng là sao? Thôi bây giờ kệ đi, nói chung là giờ ta ăn con tà hành nhé mọi người. Đấy, ăn tà hành thôi. Dễ gì đấy. Rồi ông mít bay kiểu này mù mắt khán giả xem của tôi mất. Ui tem ơi qua đây để tôi đuổi thằng floor cho, cút floor cút mau. Rồi qua đây farm lính nhá, tầm này tôi cấp 12 rồi, thằng nào bay vô là tôi múc luôn đấy. Đầu game mình nhịn thôi, bây giờ cấp 12 tôi cần 3-4 cho mấy ông xem. Rồi bây giờ thì di chuyển tiếp và di chuyển sau để nắp bụi thôi. Tầm này tôi sẽ làm đây, tốc biến lên, bắt thằng AD. Ui siêu đánh con kia rồi, không sao, tôi bắt được AD rồi, xong khả năng chết đâu. Ui hiền quá, còn chập máu. Ê flo này, đây câu máu cho AD chạy nhá mọi người. Rồi lui. Đấy, mỗi đứa chạy ở phía flo không biết chọc ai luôn. Hên đấy, hên mà flo không đủ tầm chọc ấy, nó đủ tầm chọc là tôi chết bà rồi, lại chết mất chơi ngu nữa. Rồi bây giờ thì tiếp tục farm và đi từ từ nhá, để xem coi khả năng là tôi sẽ thôi farm tí xíu đi, farm xíu rồi đi về sau mọi người ơi. Nói chung là vẫn còn nghiện farm lắm, nói chung là chơi farm auto thôi là biết đấy. Để sau tôi sẽ nâng cái nành nhá, xem sức mạnh của con Giang khi nâng build đồ này mà không cần phải nâng cái kiềm áo choàng băng giá là gì, à đâu cái kiềm thất truyền đấy. Đợt cái clip nào tôi kiếm được thử nên tôi đang nguyên cái nanh coi xem đam của con dao nó sẽ khủng như thế nào nếu mới nâng bị đồ này nha. Ok anh em chờ tôi ở các clip sau nha, chắc chắn là tôi sẽ làm cho mấy ông xem.
Rồi, khả năng đợt này tôi sẽ chia thời gian ra và tôi sẽ cố gắng up video hàng ngày cho anh em xem nhá. Nhưng mà cái đó không hứa được. Còn nói chung là sẽ có ngày up, có ngày thì hai ngày tôi up một lần. Đấy, ui dồi ôi, ông nhà tao lại bay gãy đó rồi. Ông nhà tao đi danh cái này mà ông test tướng này tí nữa xem ông chửi. Đem nhất chửi cho Summerlord thế này rồi. Ui, chạy nhanh. Cầm mấy con Slim phi đấu vậy nha. Đấy, nói chung là bắt con Slim với cả con video này thì khá là dễ thôi, bởi vì mình nó không có như con John đâu. Mình không sợ lắm. Mình gặp mấy ông John ấy, mẹ bay ổ ẩu cái vào nó sấy cho hai sấy thôi là mới lên bảng 3 rồi. Mấy ông nghĩ sao mà con tanh nó còn bắn còn không chừa phát nào mà. Chiến chi tôi là thằng sát thủ mà không dãy nhỏ nhoi thế này, trời ơi. Ai thương cho tấm thân này, rồi xong bắt cái bò lu rồi. Ui. Tới nha, đợi xíu nha. Rồi. Đây. Đâu rồi? Ai qua đây. Ai con cover floor cho tôi này. Floor rồi. Qua đây không? Ui floor tỉnh thế. Floor này hơi bị tỉnh nha. Rồi, xem tôi ăn dòng rồi thì tôi cứ ở đây tôi farm xíu thôi. Rồi, bây giờ thì cứ tiếp tục farm thôi. Giờ tém bạn mà ẩu ẩu cái thôi. Nói chung là giờ tầm này nhiệm vụ của tôi là chỉ có rình và bắt hai con AD của nó thôi. Đấy, nói chung bắt được hai con đó thì ngon. Đấy, sorry mọi người nhé, tôi đang ngồi ngoài bình luận nên là hơi ồn. Đấy, bao giờ tôi chưa lên thành phố đâu. Bao giờ tôi lên thành phố thì lúc ở trong nhà nó mới đỡ hơn. Đấy, mọi người xem thông cảm nhé. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của tôi là chỗ chung bắt con Slim rồi, ok, giết Slim nhé. Rồi, chết chắc hai đứa rồi đó. Rồi, xin luôn, rồi, mày chết, ok, nhiệm vụ xong rồi nhé. Bây giờ pha lọ, rồi, xong khả năng pha này. Để tới nhé, tôi phải lùi lại xíu đó. Nói chung là, đây, rồi, xong rồi pha này thắng rồi. Mày chết, rồi, ok. Khả năng thì không biết win được chưa nha, nhưng mà tầm này chắc chưa win được đâu. Đấy, giờ chỉ có an toàn thôi, lính mình thấp quá, lính mình cao xíu khả năng win rồi, nhưng mà lính hơi thấp. Rồi, hy vọng sẽ lấy được một trụ mega nha. Bây giờ tôi sẽ cố gắng tôi ra tôi lấy trụ mega mấy ông này. Ui, có lính không có chấm máu vậy. Khó thế, rồi, nhưng mà không sao, chắc chắn tôi sẽ lấy trụ mega đấy, phải lo nhắm vào đâu, tầm này phải lo vào là lo chết rồi đấy. Rồi, bây giờ thì ui, win được không ta, từ nhá. Rồi, thôi, chắc về mọi người ơi. Về, từ nhá, về đi, lui, hết máu rồi mà, đừng cố quá, cố quá thành quá cố đấy. Ui, chà, ấy không biết mọi người nghe tiếng xeo chứ tôi đã bị lợi, nghe xeo quá, xui quá, hôm nay đang bị lợi. Mà ui, mấy ông ơi, về đi, trời ơi, thôi, ui, sao tầm này để chết rồi, xong thêm Batman nữa, đậu xanh nó, sao mẹ để chết, trời ơi, đói ơi. Đừng chết ẩu vậy chứ mấy bạn ơi, bảo rồi về đi đừng có quá cố mà, hay quá. Rồi, nắc pha này 10 điểm nha, nắc pha này ăn được thằng rừng nó là hầm hay rồi đó. Rồi, pha này thì nói chung là tem tôi pha này ẩu quá, bảo rồi mà đừng cố quá mà, cố quá thành quá cố, trời ơi. Rồi, bây giờ thì tôi cố gắng farm một xíu rồi tôi canh tôi bắt thôi. Nói chung là nhiệm vụ của tôi thì tầm này vẫn chỉ bắt hai con AD thôi, bắt con nào cũng được hết á. Còn lại là nắc lo. Đấy, nói chung là tầm này nắc với cả tôi chỉ bắt ở đây được rồi, bắt không được thì thua và bắt được thì ok là win thôi đúng không? Rồi à đây nha, rồi xong nắc chết rồi. Rồi đấy. Ui, tốc biến rồi, xui thế. Nó tốc biến à? Ui chà. Nhưng không sao, tốc biến cũng được. Rồi, pha này thì đây nha. Boy bổ này, chém này. Rồi chạy nha mọi người, chạy lẹ. Ui, rồi. À rồi xong pha này ta chết nha. Mày chia ra bọc đầu tao là sai rồi. Rồi, pha này thì chắc lui nha mọi người. Chứ tầm này ở lại là ngu quá ấy. Bây giờ thì hỏi hơi từ nhá. Để tôi qua đây tôi biến về. Rồi, đứng đây biến về. Đấy, thằng AD đó mà lúc sát vào đây cái là tôi qua tôi đập nó luôn. Không sợ. Ui, xui thế, sợ bình luận lúc này toàn xe hết này. Anh em coi vị clip tôi anh em thông cảm nhá. Đấy, tầm này tem ơi đừng có để chết ẩu nữa. Tầm này chết ẩu mà mất tà hần là coi như toang đấy nha. Rồi, ông nào qua check tà hần coi. Trời ơi, ông AD ông biết có check tà hần coi. Ui sao lại ăn blue của con nắc vậy. Trời ơi, tầm này mà ăn blue của nắc là sai rồi. Ui, đánh kiểu này dở rồi, đánh tem suy nghĩ kiểu gì thế này. Rồi, đây nha. Tới nha. Nói chung là giờ tôi phải nấp. Đây. Rồi, pha này thắng chắc rồi. Mày ngu mất. Rồi, xong giết thằng AD luôn. Rồi, xong pha này win rồi. Chẳng pha này win đây rồi. Ok, chắc chắn là win rồi. Ăn được hai thằng AD quá dễ dàng rồi. Floor chết tiếp nha. Rồi, ok, xin nhá. Rồi, xin cho tàu hành là win thôi. Đấy, nói chung là thằng Slim đi rừng mà mất chứ nhảy thì coi như là nó chắc chắn là chết rồi. Còn thúc biến đâu ra rồi, xong nhà ta ơi bye bye mày nhá. Rồi ok, chắc chắn là win ở đây rồi. Bây giờ thì thả tà thần và win thôi. Đấy, bạn còn một mình con SB thì đâu làm được gì đâu. Rồi, đấy, SB làm gì. Rồi ok, win nhá. Trận cuối tôi lên cao thủ mấy ông ơi. Trận này tôi lên cao thủ rồi. Đấy, trận cuối lên cao thủ coi như là ui dồi đau thế. Rồi, mất ra tinh thần rồi nhưng mà không sao. Đấy,
Ok, cảm ơn em nhé, chào nghe đó. Cảm ơn anh đã coi video nhá. Đấy, nếu thấy hay nhớ cho tôi xin một like, một đăng ký kênh nhá. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Trận cuối Linh Cao Thủ này mãn nhãn không? Rồi, ok, bye bye anh em nhé. Chào anh em một clip sau nha. Bye bye. Close to baby, we can talk about it. No need to be nervous.